không đó mà. Chào mừng quý vị và các bạn nha. Buổi sáng buổi hôm nay là mùng 8 Tết các bạn. Hôm nay thì mình đến chùa Bà Bình Dương. Mình sẽ ghi hình lại và gửi đến quý vị một số quang cảnh chùa Bà Bình Dương mùng 8 Tết. Đây là trước cửa chùa các bạn, mình vừa mới rửa xe xong. Ở đây thì trước cổng chùa thì người ta cấm xe vô, người ta chỉ đi bộ vô thôi. Mình lọt ra những gì rồi các bạn mình xem quang cảnh trước cửa chùa thì mình thấy bán rất là nhiều vé số, nhang đèn các kiểu nè, bông hoa để mình vô mình thắp nhang bạ. Giờ là 12, 11 giờ trưa các bạn, nắng quá nắng luôn. Mà du khách người ta đến đây người ta thăm viếng và cũng khá là đông á. Ở đây trước cửa chùa thì mình thấy có hai lối rõ ràng luôn, lối này lối ra. Dạ, còn bên đây là lối vào ha, giờ mình chuyển vô đây. Đông hết các bạn ha. Đến đây á, mình muốn thắp nhang các bạn thì mình cũng có thể mua nhang ngoài cổng chùa, qua ở đây mình thấy người ta có để nhang nè. Đây là cái chỗ để đốt nhang. Bây giờ mình vô, mình sẽ đi vào chánh điện các bạn. Giờ đây nè các bạn. Kênh và họ vlog gửi đến quý vị và các bạn đó là chùa Bà Bình Dương ha. Và bây giờ mình sẽ kết thúc clip ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của mình. Và tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye.